Xin chào mọi người. Mọi người nhớ cái bãi này không? Năm nào cũng phải mò đây hết. Tại vì ngoài này thì ong nó hay đóng đó mọi người. Ra dầm dầm có ong ruồi không? Với lại là đầu mưa mà ra đây câu cá chạch, cá lăng đồ nó ngon lắm. Ngon hơn trong bờ. Bữa nay với lại trong bờ bữa nay lục bình nó trôi nhiều mọi người. Lục bình nó trôi hai bên bờ đó. Nên là thôi ra ngoài đây câu cho nó thoáng. Đây, nước chảy ghê không? Đây là khu vực cái hàng đá nha. Đó. Đây là cái bậc cao nhất của hàng Tam Đẳng đây. Rồi. Bữa nay có mỗi cái mồi trùng thôi nha mọi người. Không có trái sung đâu. Có mồi trùng với ít cám. Mình chắc chủ yếu là quánh trùng mình kiếm cá chạch với cá lăng. Đây đầu mùa bữa giờ thấy mấy ông anh ông câu câu cá chạch đã quá. Bữa nay mình cũng đã bắt trước mình đi quánh bữa rồi. Đây. Đây. Mình thả câu tay ngay cái bụi luôn nha mọi người. Đó. Rồi. Chì 10g lần cái phao chỉ để báo cá thôi nha. Chứ thực ra là mình câu mồi nó sát đáy luôn á. Câu chạch thì phải để mồi sát đáy nha. Cái phao này mọi người. Đó. Đó cái phao đó mọi người. Đó giật kìa, giật kìa, giật kìa. Giật kìa. Phải không? Có. Ish. Ôi vừa thả xuống luôn các bạn ơi. Ủa tính câu cá chạch mà lên cá he. Vừa thả chơi là có luôn. Cá nó ở đó nó đợi mình mà. Ngon. Cá he nha mọi người. Ui đang quay cho mọi người vô cái phao coi mà nó giật luôn. Đây. Đẹp không? Quá đẹp. Mình cho vỏ nha. Đây có cái vỏ đựng cá mới, đựng cá nó khá là thích. Đấy. Cá thoải mái luôn. Giống gì vậy? Đấy. Vậy mà bỏ vô con cá nó rất là thoải mái ha. Thả lại nha mọi người. Vừa thả xuống nó ăn đã ghê. Đừng có chặt to đi. Đó. Phao này. Nào đấy, mình bẻ mấy cỏ này đi. Đó. Có. Rồi xảy rồi. Ôi, con to lắm các bạn ơi. Nghe nặng chịu luôn á. Wow. Con bự lắm. Không biết cá gì vậy. Ra giữa sông mà câu tay hả trời. Đó. Sảy rồi. Kệ cái con tay đi ha. Nãy giờ giật được có một con mà sảy mấy con rồi. Rồi bây giờ quánh mồi trùng này mọi người. Trùng nhỏ nha. Đó. Gần thôi. Xa dưỡng đá kéo mệt. Ủa, có hả mọi người? Có không? Rồi, có. Ui, tự nhiên. Con đầu tiên các bạn ơi, cá gì đây? Trời ơi, cá trắng không nội ơi. Một con cá trắng. Con này là xét về cái độ nhiều xương là con này nó muốn vô địch luôn các bạn ơi. Xương nhiều lắm. Đi câu cá chạch mà vậy là không ổn rồi. Toàn cá gì nó ăn không à. Ngoài nước chảy giật cá xuống ghê các bạn. Nó chạy nó cộng hưởng với cái dòng nước á. Chạy khỏe, khỏe lắm. Rồi giờ tới đánh trùng hổ nha mọi người. Trùng hổ quấn cá lăng thì không thể nào thiếu trùng hổ được rồi. Chạch nữa. Con hổ vừa bự vậy chứ mà chạch ăn hết á.
Cái này thì mình còn cục đá mình câu cho nó đỡ bị dướng. Gì vậy? Ui có gì nè. Ui con gì? Trời ơi. Mình thấy nó rị cái phao xuống các bạn ơi. Cá rảnh nha. Chết rồi, hai cầm máy là đánh thua người tay rồi. Tiếp tục một con nữa. Đã không? Cầm máy là thua người tay rồi. À, cho vỏ luôn. Quá đã. Lăn chạch là đâu hết rồi. Ba cây cần máy, một cây cần tay. Cái này nó vướng á, vướng rác nhiều quá. Đó, 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 có. Mấy nhịp rồi các bạn ơi. Giật cái này. Rồi, đâu rồi? Gì hả mấy? Rồi. Bên này nè, cái cần bên. Rồi, rồi. Có cá các bạn ơi. Rồi. Ôi, bự ấy. Wow. Rồi. Nghe chạy nặng lắm à. Con gì đây? Yeah. Ăn trùng hổ nha mọi người. Yeah. Nè. Ôi. Con gì đây? U cá lăng. Trời kéo cục đá không mà. Cá có bao nhiêu đâu. Lên. Ôi ôi con này cũng ngon rồi. Quá đã. Rồi mọi người. Yeah. Mệt quá. Cục đá nặng quá, mình tưởng hàng khủng rồi. Ok. Ngon các bạn ơi. Từ từ chờ mình xíu nha. Sáng không mang bao tay đi rồi. Ôi. Phê chưa. Đây. Ui, căng thẳng. Đây, đã cho mọi người, lăn đuôi đỏ nha. Quá, chưa nuốt. Đây. Ui, con này là về nấu canh chua vừa rồi các bạn. Đã không? Đây nè. Ây da. Đó, rất là đẹp ha. Đây, cho vỏ nha mọi người. Ngon quá. Ok. Đó, về làm nồi một tô lẩu chua nhỏ nhỏ là được rồi. Quá đẹp luôn. Như có các bạn ơi. Nó giật như nhây nè. Kỳ vậy, không biết nữa, chắc chuyển qua câu cám. Nó rỉa cái hết không à. Thôi mình đánh trùng hổ lại nha. À, sông bé này thì câu có hai loại mồi quấn rồi. Hai loại mồi đã không dính thì thôi, dính thì một khi dính thì toàn cá bự, cá ngon thôi. Đó là trùng hổ với trái sung á mọi người. Không dính thì thôi, dính cá ngon đã lắm. Cục đá nặng quá mà. Vậy mới đỡ bị dính, đỡ bị dướng.
Êm quá các bạn ơi, chắc mình phải di chuyển một xíu rồi. Ôi phơi nắng mà không thấy dính gì hết. Bạn vướng rễ một bình nhiều á, di chuyển xíu nha mọi người. À, xuống dưới này chút xíu nha các bạn ơi, đổi ba câu thôi, có may mắn hơn không? Nắng quá. Cầu ngày cuối cái giọt nước luôn. Đó, nước ở đây nè, nhìn ghê chưa? Mình đang ở cái tầng cao nhất của Hàng Tam Đẳng nha mọi người. Và cái tầng này nó chảy xuống cái vịnh Hàng Tam Đẳng nè. Dưới này với xuống dưới kia là cái bậc nước khác nhau nha. Nó ăn nè. Ui chạch 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 à. Sáng giờ mới được một em đây các bạn ơi, ăn cần tay nhá. Đây. Quay qua quay lại cái lúc phao mất rồi. Con này cũng vừa vừa thôi. Hay quá, chưa có nút lưỡi rồi. Rồi quên mang cái dẻ cầm cá rồi, mình lấy cái nón mình cầm luôn nha mọi người. Cảm nhá. Bây giờ em nghe nào. Đây mọi người, bữa nay quên mang cái dẻ cầm cá theo rồi. Đó, đã chưa? Sáng giờ mục đích là đi tìm nó đó, mà bây giờ mới được con đầu tiên thôi. Cho vỏ luôn. Bữa nay nó sao á, mấy bữa nay câu không ngon lành hết trơn. Đó, quá đã. Ôi ngoài này cũng êm quá các bạn ơi, vô bờ thôi. Vô bờ rồi tính tiếp, nó không ăn mà. Còn không ăn. Trời nó chuyển mưa tới nơi các bạn ơi, mình thì vô bờ rồi. Thôi tranh thủ quăng câu chút xíu rồi mình gom đồ đạc lên ha. Rồi trưa nắng này câu cũng không ngon lành gì đó. Gấp thuyền xong rồi. Ở đây thì nó có khá nhiều cái mướp rừng khô các bạn. Cái trái mướp rừng à mướp nào nó cũng vậy mà. Dưới nắp dưới đít nó có cái nắp này. Đó, mốt nó già cái nó rụng cái nắp này ra. Bắt đầu cái hạt giống. Các bạn cứ lắc lắc lắc. Đó là nó rất là riết, nhiều lắm luôn, một trái nhiều hạt á. Quá trời luôn thấy không? Mướp này nó đắng ngắt ăn không được nha mọi người. Đừng có kêu mình gửi giống cho, cái này nó đắng lắm, đắng kinh khủng luôn á, đắng gấp mấy lần khổ qua đấy. Có hạt giống quá trời luôn đó, nó có cái nắp dưới đít nè đó. Ở sông bé này thì cái giống này thì quá trời quá đó. Thôi không ăn thua rồi, về thôi các bạn ơi, gom đồ xong rồi về cơm nước cũng đói bụng quá đó. Lấy cá lên cho mọi người xem bên đây câu gì nhá. Đây, nước lớn hay nước nhỏ gì câu cũng được hết á, nhưng mà đừng có lục bình là được. Nhưng mà bữa nay thì lục bình nó trôi quá. Được rồi. À, mọi người à. Đã không được con cá lăng làm vốn rồi, con nó về làm tô canh chua là ngon lành luôn mọi người. Cá chạch với mấy con cá trắng lên tinh đó. Ui, đã chưa. Ui trời, nó dậy dữ quá. Yeah. Ui, không được rồi.
Đó, sắp tới mùa cá lăng rồi, tha hồ ăn luôn mọi người. Con này không xi nhê đâu, mùa cá lăng phải bắt nhiều con to to hơn chút xíu. Đây, video bữa nay thì nó tới đây thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi rất là nhiều. Bữa nay bị cái lục bình trôi nhiều quá. Ôi, để canh me bữa khác mà nước ngon ngon ra săn hàng khủng cho mọi người xem nhé. Xin chào tạm biệt mọi người. Yeah.